Mà trong những cái công việc của em như vậy ấy, thì có công việc nào mà em cảm thấy là nó tương đối nhàm chán không? về mặt bản chất? À... Ví dụ như ví dụ như anh chẳng hạn nhé, thì sẽ có những công việc đối với anh là kiểu anh cảm giác thực sự anh không thích làm nó lắm. Nhưng mà ok vì nó là công việc để để được làm những thứ mình thích thì hiểu. mình sẽ phải làm những thứ mình không thích. Ấy. Em hiểu. Thì trong cái list công việc của em thì có cái thứ gì như thế không? Nếu mà để phải lựa chọn một cái đầu công việc mà em nghĩ là không thích thì thật ra em nghĩ là cái đầu công việc này nó cái lý do khiến em không muốn ưu tiên nó là bởi vì em nghĩ là em không có quá nhiều thế mạnh ở cái mảng đấy ừ. nên là em mới cố gắng gọi là hoặc là xử lý nó ngay lập tức việc đầu tiên trong ngày ừ. hoặc là em lùi nó sau hết tất cả những công việc quan trọng khác thì với em đấy là công việc viết viết bởi vì với em để viết được thì em phải cần tập trung rất tức là cầm cái không gian nó cực kỳ hậu thuẫn cho cái việc tập trung của em nó phải thật sự yên lặng và gần như là trong thời gian đấy ngoài việc yên lặng là em còn không chịu được những cái tin nhắn đến liên tục ừ. thì em cần ở trong một cái không gian gần như là đóng kín hoàn toàn để okay, em mới okay. có thể viết được nhưng mà để đạt được cái không gian đấy thì với em nó là một cái hành trình khá là gian nan để mỗi lần bước vào cái không gian đấy thì nó rất khó nên là mà để vào đấy mà để làm được thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn nên là em hay thường với em nó là một cái em không thích không phải là bởi vì ghét cái hành động cái việc ở trong nó mà là khó để vạ làm được nó hơn những cái công việc ừ. khác anh hiểu hiểu vâng. một dạng kiểu như Deep work vâng đúng, đúng, không? đúng không rồi còn deep work những công việc còn lại thì nó khá là dễ để xử lý còn à. riêng với em cái việc viết là cần phải ở trong một cái trạng thái tập trung cao độ em mới làm được mà em lại là một người rất là dễ bị mất tập trung ừ. Ý của em là đây đây có vẻ là lý do để em uh, Giáo trước cho câu chuyện sẽ xin work from home <laughs> để thoát khỏi những uh, là sự sao nhãng có mặt ở văn phòng không? Và và em đang định nói với anh là kiểu anh cũng đừng nhắn tin cho em vì lúc đấy em đang Không. Mình... <cười> <cười> thế thì hơi quá nhưng mà um, em em có, nói chung là uh, cũng có một khoảng thời gian là em thật ra là bây giờ hiện tại em vẫn vẫn đang ưu tiên cái việc work from home đặc biệt là trong những khoảng thời gian mà em có nhiều đầu việc mà em đều coi là quan trọng và cần phải ừ. có sự tập trung cao độ dành cho nó thì không phải là bởi vì em không thích lên văn phòng mà bởi vì khi ở nhà thì uh, nói chung là em nghĩ là em function tốt hơn với tư cách một người gọi là executive một người execute công việc tốt hơn khi em ở trong một cái hòn đảo đấy chính xác là câu trả lời của một người mà không thích lên văn phòng ấy. Vậy <laughs> <laughs> thế thì em cảm thấy em thật là may mắn khi em sinh ra trong một cái thời đại mà nó giúp em có thể work from home và vẫn không miss bất kỳ buổi họp nào. Nói chung anh nghĩ là <laughs> văn hóa của Spyroom thì em cũng biết bọn anh như mình ấy, bọn mình đúng không? Thì mình cũng không quá đặt nặng câu chuyện là mọi người phải có mặt chấm công rồi 8 giờ đến 5 giờ gì đấy mà cũng để cho mọi người freedom với anh tin, anh cũng tin vào câu chuyện là sẽ có những thời điểm mà mà mình sẽ là người sắp xếp được cái cái không gian làm việc của mình để cho hiệu quả nhất và vâng. cái cuối cùng mà anh quan tâm vẫn là hiệu quả thôi. Vâng. Và nếu anh anh nghĩ là mỗi người mỗi cá nhân mà có cái ownership tức là cái sự tức là cảm giác như công việc đấy là việc của mình và cảm thấy được truyền cảm hứng bởi công việc đấy bởi hiệu quả tốt của nó thì uh, anh nghĩ là cái việc đưa cho người ta cái option để người ta lựa chọn để làm nó tốt nhất là cái thứ mà bất cứ một một uh, gọi là một tổ chức nào cũng nên khuyến khích nhưng mà tất nhiên đấy là quan điểm về mặt gọi là quản trị thôi vâng. thực ra thì anh uh, tại sao anh lại hỏi em cái câu hỏi đó bởi vì thực ra again tức là cái quyển sách động lực nội tại này nó là một cuốn sách mà nói nhiều về câu chuyện là tâm lý hay là cách thức làm sao để có thể đi làm tức là trở thành một nhân viên hoặc là trở thành một manager mà tốt hơn vâng thì trong cuốn sách này nó anh anh đã gạch đầu dòng ra những cái ý mà thực ra những cái quan điểm của tác giả thực ra không hẳn là của tác giả đâu mà nó là một số những cái 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 check 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 point những cái cái điểm mà tác giả cảm thấy như nó đang là thứ mà khiến cho rất nhiều người khi đi làm gặp phải vướng bận vâng. và anh muốn là trong buổi ngày hôm nay mình sẽ đi qua từng cái cái điểm đấy để anh anh muốn nghe quan điểm của em và anh cũng sẽ chia sẻ quan điểm của anh bởi vì anh thấy là có thể là giữa anh anh em mình có thể là nó sẽ có những cái sự giống nhau và những sự khác biệt vâng. và anh cũng hy vọng là sẽ được biết thêm thực ra có những cái điểm trong cuốn sách này mà cá nhân anh thì anh cũng không áp dụng ừ. tức là anh anh nghĩ rằng nó có thể đúng với người này và không đúng với người kia nhưng ít nhất cái việc mà nó tạo ra một cái framework hay là một cái công thức gì đấy để người ta có thể nghiên cứu được cũng là thứ mà đã tốt rồi nhưng mà thực sự anh anh rất là muốn tìm hiểu thêm để bổ sung thêm cho cái góc nhìn từ nội dung của cuốn sách này ừ. từ cái câu chuyện của anh em mình Thế thì cái việc mà anh vừa hỏi em vừa nãy, câu chuyện là em có cảm thấy những cái task của em nhàm chán không ấy. Bởi vì cái quan điểm cá nhân của anh là vâng. khi mình đi làm thì luôn luôn có những thứ nhàm chán. Ừ. Thực ra thì phần lớn thời gian công việc của mình là mình sẽ phải làm những thứ mà mình không thích. Anh nghĩ vậy. Ví dụ như anh thì nếu mà để cho anh thích thì chắc là anh chỉ muốn được ngồi ở nhà và đi uh, maybe, uh, đánh đàn, hát hò. Hoặc là kiểu đi tập, đi chơi với cái linh tinh và gần như là không 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 ấy làm thì còn tốt hơn với anh. Thế hiểu. Nhưng mà đến cuối cùng thì anh vẫn phải làm những thứ mà anh nghĩ là anh không không thực sự quá là thích đâu. Ví vâng. dụ như những thứ kiểu như là số má rồi à tức là, chẳng hạn như là phải phải đi đi lương chẳng hạn. Anh nghĩ việc đấy anh không thích một tí nào nhưng mà kiểu anh vẫn phải làm hàng tháng ấy. Em đã từng trải qua cái đấy và em cũng mỗi lần làm là một lần đổ mồ hôi hột. Đúng rồi đúng rồi, căng thẳng. Thì anh anh cảm thấy rằng là rõ ràng là trong trong công việc đi làm của mình, kể cả của anh hay của em, nó sẽ có những thứ mà em không thể kiểu cảm thấy trọn vẹn hoàn toàn, bởi vì nó là những thứ mà em không thích hoặc là mình không thích, nhưng mà mình vẫn phải làm. Ừ. Thế thì từ góc nhìn của em, em sẽ vượt qua những cái công việc đấy như thế nào? Em nghĩ là câu trả lời của em nó sẽ quay ngược lại cái lựa chọn đầu tiên trước khi bước chân vào một công việc. Ừ. Thì um, em nghĩ là có có rất nhiều người quen của em, thậm chí là có kiểu bạn bè thân thiết và cả những người như kiểu acquaintances người người quen thôi. quen vâng ừ. chứ không phải là quá thân thì họ cũng gặp rất nhiều vấn đề với công việc của họ là họ bảo là công việc của họ quá nhàm chán nó bị lặp đi lặp lại và có những người họ em nghe thì cái 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 sự phàn nàn của họ về công việc nhàm chán của họ nó phải kéo dài đến hai ba thậm chí là 5 năm liên tục ừ. và họ vẫn lựa chọn ở trong công việc đấy thì nó khiến em nhận ra một cái là ok tức là maybe là mình cũng có thể là mình đang sống trong một Xã hội, cái này hơi 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 vĩ ừ. mô hơi okay. chê lý quá một tí. Có thể là mình đang sống trong một cái xã hội mà nó quá đề cao cái tính là mình bắt buộc phải yêu công việc, phải có đam mê thì mình mới có thể thực hiện tốt được công việc. Ừ. Em em nghĩ là cái cái niềm tin đấy nó tất nhiên là trong một cái xã hội lý tưởng thì mình nên thích công việc, mình nên làm những cái mình đam mê. Nhưng mà em nghĩ là đồng thời mình không nhất thiết là phải phải yêu cái vị trí cái công việc của mình để mình có thể thích thực hiện những công việc đấy Thế ừ. là em nghĩ là những cái người gặp vấn đề với cả cái việc họ là không quá thích những cái công việc lặp đi lặp lại hoặc là không thích công việc của mình là bởi vì họ đang chưa tìm được cách để có thể khiến nó trở nên thú vị hơn cùng một công việc lặp đi lặp lại ví dụ như là xếp giấy tờ đi hoặc là lọc những cái file khác nhau thì nếu mà ngày nào mình cũng chỉ đến và mình cũng chỉ lặp đi lặp lại cái công việc đấy thì nó sẽ trở nên nhàm chán rất là nhanh nhưng mà mình có thể ví dụ tự đặt ra những cái thử thách riêng cho mình hoặc là mình tự đặt ra những cái phần thưởng riêng cho mình để khi mà mình thực hiện xong những cái đầu việc đấy thì nó như kiểu một cái mình đang tự chơi một cái trò chơi với cả bản thân mình ấy ừ. và theo thời gian thay vì mình lúc nào cũng kẹt trong cái cái tâm trí là tôi đến đây để phục vụ cái mục tiêu của một người khác và tôi dù có làm nhiều đến mấy những cái công việc lập lặp lại chán đến mấy thì nó cũng là, là để phục vụ mục tiêu của người khác chứ không phải của tôi em nhớ ừ. cái 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 việc mình nên maybe là thay đổi cái cách nhìn nhận của mình về công việc và cách mà mình mình gọi là gọi là tiếp cận và đối xử với cả công việc của mình ừ. một tí anh khá là đồng tình quan điểm đấy thế ví dụ như với anh chẳng hạn anh cái động lực để anh <laughs> làm những thứ mà anh rất không thích thậm chí anh còn cố tình đâm đầu những thứ anh không thích ừ. ờ, ví dụ như ngày xưa chẳng hạn đây không nói về công việc nhé nhưng ví dụ như mà kể cả trong công việc luôn công việc ví dụ như sẽ có những cái task những cái thứ mà gần như là anh anh không không hề thích một tí nào nhưng mà anh cứ cố 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 tình đâm đầu vào bởi vì anh có một quan điểm là anh thích thách thức bản thân anh anh luôn luôn muốn là ok tôi có thể làm tất cả mọi thứ và tôi muốn chứng minh rằng là tôi làm tất cả mọi thứ ở một level nhất định tất nhiên không phải là xuất sắc sẽ Đúng có đó. những thứ tôi có thể làm xuất sắc được vì nó là sở trường của tôi nhưng kể cả những thứ không phải sở trường của tôi tôi vẫn có thể làm nó ở một cái mức gọi là chấp nhận được và cái việc mà làm sao để làm một cái thứ gì để đến mức chấp nhận được nó khiến anh thấy vui Ừ. tức là cả cái hành trình đều khiến anh thấy vui Ví dụ... Đúng rồi, em, em, em đồng ý tức là nếu mà mình được giao cho một công việc mà mình không quá enjoy trong việc làm nó mà mình vẫn có thể deliver được ở một mức tốt ừ. thì em cảm thấy riêng cái đấy nó sẽ mang đến một cái niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ ấy. Ừ. chứ không nhất thiết ở lúc nào mình cũng phải nhận những công việc mà mình rất thích đôi khi nó lại là một cái cạm bẫy kiểu khi mà mình được giao những công việc mà mình rất là thích rất là enjoy xong rồi cuối cùng mình lại không deliver được Như mình kỳ vọng hoặc là như người khác kỳ vọng thì cuối cùng mình lại cũng có thể có cái xác suất nó xảy ra là mình lại bắt đầu không thích những cái công việc của mình được giao tức là nó lại đi từ thích làm một cái gì đấy thành không thích ừ. vì có một cái có, có một cái khoảng cách ở giữa là nói chung là cái kỳ vọng của mình và cái thực tế nó lại quá xa nhau trong khi nếu mà em nghĩ là nếu mà bắt đầu với cả những công việc của mình không thích thì mình đặt một cái standard cho sự hạnh phúc trong công việc nó rất là thấp rồi ừ. và sau rồi đấy mình cứ cứ gọi là uh, thành công với nó liên tục theo thời gian và mình tự nhận thấy là mình có thể phát triển được với nó theo thời gian và mình có thể tự kiểu trở thành không chỉ là một nhân viên mà một người tốt hơn bởi vì mình có thể kiểm soát được cái suy nghĩ và hành động của mình tốt hơn ừ. thì mình xuất phát từ thấp và mình ở lên cao cũng đúng anh nghĩ đấy là một cái hướng đi khá hay ít nhất là về về tâm trí chứ không phải là về thăng bậc thang trong công việc đúng rồi thực ra với cá nhân anh anh luôn luôn rất thích cái chuyện kiểu tối ưu những cái nhỏ nhỏ anh không biết có thể đấy là do cái thói quen của anh khi mà anh học tất cả mọi thứ hoặc là anh anh chơi tất cả mọi thứ thì anh rất rất thích những thứ ví dụ như bây giờ anh đánh đàn người ta điện đánh đàn guitar chẳng hạn người ta điện đi thì kiểu những bạn nào đánh đàn guitar điện sẽ hiểu một câu là một câu chuyện là ví dụ như bây giờ mình đang đánh một bài với metronome khoảng 90 chẳng hạn thế ừ. nhưng mình có thể tăng nó lên thành 100 hoặc là 110 120 <laughs> nghĩa là mỗi cái mặc dù vẫn đánh cùng một bài đấy nhưng mà nó khó hơn vì nó nhanh hơn ừ. thì đối với anh cũng thế ví dụ như trong công việc chẳng hạn nếu ví dụ tôi đang làm việc này với khoảng thời gian từng đấy hoặc là cái chất lượng hoặc là cái output nó ra được từng này rõ ràng tôi vẫn có thể tối ưu được để làm một ừ. cái việc cùng một việc như thế, cùng một hiệu ứng như thế mà với một cái tốc độ tốt hơn như vậy thì kể cả những công việc siêu nhàm chán như ngày xưa anh đi hồi anh, anh đi học, anh du học là anh phải đi hái hái dâu, anh suốt ngày đi hái dâu, đi làm farm đi hái dâu, hái đậu để uh, kiểu kiếm tiền uh, kiếm tiền thêm vào mùa hè uh, thì kiểu trong lúc mà kiểu rất là chán kiểu bò bò ngoài đồng ấy, bò bò ngoài đồng để hái từng quả dâu đấy, siêu siêu đau lưng thì có một cái niềm vui nho nhỏ của anh là anh cứ ngồi anh kiểu làm sao để tăng tăng tốc của mình lên ấy ừ. Ý là làm thế nào để cái vận tốc trung bình, cái tốc độ trung bình của việc hái dâu của mình nó tăng lên mình làm cố mình... đúng rồi cải thiện một cái khía cạnh nào đấy Đúng rồi, đúng rồi và kiểu anh cảm thấy vui vì chuyện đấy Em có một câu chuyện tương tự, là à. hồi trước em đã từng làm bồi bàn à. ở một à. quán ăn ừ. Thế là đấy là công việc thứ hai mà em có công việc trước đấy là em đã từng làm uh, Hồi trước bác em làm trong một khách sạn ừ. Thì đợt đấy là cái đợt làm bánh trung thu Ừ. thì uh, bác em sẽ open slot để cho em vào làm gần như, như là phụ bếp phụ bếp và kiểu đi mang vác những cái gọi là những cái túi bột bánh để ừ. có thể gia công sau đấy làm bánh trung thu nhưng mà cái ấn tượng cái em nhớ hơn cái câu chuyện em muốn kể nó liên quan đến buổi bàn tức là đấy là buổi bàn nếu mà nghĩ về bản chất của nó là một công việc lập đi lập lại nó chỉ có mình nhận order mình chuyển giao từ khách cho đến cái người tiếp nhận order tức là cái người xử lý cái này, manager và sau đó đấy mình lại lấy thức ăn mình chuyển đến khách và xong đấy mình tính tiền cho họ. Ừ. Nhưng mà lúc đấy em nhận thấy là nếu mà cứ lặp đi lặp lại như thế thì nếu mà mình bị kẹt ở trong cái tư duy là đây là một công việc rất là nhàm chán thì mình sẽ không thể nào tận hưởng được kiểu ví dụ 4 tiếng một ngày của mình. Ừ. Và cái việc mất đi 4 tiếng một ngày của mình mà mình không cảm thấy hạnh phúc với việc mình được thở, mình được vui 4 tiếng một ngày nó rất là tệ. Nên lúc đấy em đã tìm cách là ok. Em là một người luôn thích khiến người khác cười. Ừ. Nên lúc đấy em đã cố gắng gần như là bất kỳ một ai đến em Cố gắng kiểu nói chuyện với họ Và đặt câu hỏi với họ để tạo ra cho họ Cái customer service gần như là kiểu Tốt nhất mà họ có thể trải nghiệm được Ở cái cái quán đấy Hoặc là nếu mà được thì hy vọng là Từ trước đến nay tự em sẽ rất là thoải mái Rất là thân thiện và kiểu gần như là Chăm sóc họ rất là tận tình từ đầu đến cuối Và em đã được một vài khách Tây tip Và được khen Nhưng ừ. mà uh, sếp cũ của em thì lấy hết tiền tip <laughs> Câu chuyện khá là cảm lạnh em <laughs> Câu chuyện được, hay cái đấy nhưng mà kết thúc nó hơi đây. cảm lạnh nhưng mà ý là ý, ý của em là từ cái câu chuyện đấy nó khiến em nhận ra là bất kỳ cái công việc nào dù nó có boring hay là kiểu lặp đi lặp lại ở đâu thì mình luôn có một cái khía cạnh mình có thể cải thiện. Ừ. Có thể là công việc của mình chán nhưng mà mình có thể gọi là mang đến niềm vui cho đồng nghiệp của mình, bởi vì cũng có thể là họ đang gặp những cái khó khăn giống mình thì làm sao? Thì có thể improve ở trong cái mảng đấy. và ừ. nếu mà công việc của mình không nói chuyện với cả quá nhiều người thì mình có thể tự mang lại niềm vui cho mình bằng cách kiểu mình tự vượt lên những cái gọi là thành tựu của mình trước đấy. Thế đúng. Ý, ý nhất là với em em nghĩ như thế ừ. là 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 vui. Thực ra trong cái cuốn sách này nó cũng có mention đến chuyện đấy, tức là phải nó có dạy người ta học cách để yêu công việc của mình ấy, bởi vì hầu hết là anh nghĩ là mọi người hay bị trong tác tác giả cuốn sách cũng nói là tức là mọi người hay bị nhầm giữa câu chuyện là tôi ghét công việc này, nên thực hay là ghét cái môi trường của công việc đấy. Đúng Mà rồi. môi trường hay các thứ đấy là thứ có thể thay đổi được, thế hoặc mình... là mình có thể chủ động em nghĩ là cái cái, cái, cái câu hỏi đấy là kiểu công việc này có đáng để tôi yêu hay là có xứng đáng để bị tôi ghét không là, là một câu hỏi rất rộng ừ. mình phải break nhỏ nó ra thành rất nhiều vấn đề tức là kiểu nó sẽ xuất phát từ việc công việc của tôi với cả tôi nó có phù hợp với nhau không ấy ừ. xong sang đấy là ví dụ tốt hay xấu thì nó cũng phụ thuộc vào thế nào mình coi thế nào là tốt và mình coi thế nào là xấu ừ. tức là nó là rất nhiều vấn đề tức là có một số người em nghĩ là họ sẽ coi trắng đen đúng không đúng. Đó là nhị nhị nguyên nó đúng rồi tức là em nghĩ là khi mà mọi người cũng có thể hồi trước em đã từng bị như này là khi mà em chưa nghĩ quá lâu hoặc quá nhiều về một vấn đề thì em sẽ rất dễ để khó chịu về vấn đề đấy nhưng mà khi mà em nghĩ đủ sâu về một vấn đề thì em sẽ thấy là có rất nhiều góc nhìn và mình không nhất thiết là cứ phải chọn một góc nhìn này một góc nhìn kia ừ. và tất cả những cái sự thật đấy nó có thể cùng đúng cùng một lúc và cái góc nhìn cái perspective của mình về ví dụ cái một công việc mà mình yêu một công việc mà mình ghét một cái công việc mà phù hợp với mình tất cả những cái này nó có thể cùng tồn tại, cùng tồn tại cùng một lúc và mình đúng. mình tìm cách để mình tạo ra một cái tốt nhất từ tất cả những cái đang tồn tại thôi. Sorry, ừ. sorry anh bởi vì nó hơi đi vào những cái Chên mà lý. giống như các ông chú uống rượu hay nói chuyện với nhau. Ừ, cũng không sao, anh cũng tiếp các ông chủ uống rượu rồi, <laughs> à, anh nghĩ là câu chuyện này nó vẫn có giá trị <laughs> nhiều hơn so với những cái conversation này anh đã từng trải qua. It's okay. Uh, thật ra đấy anh anh khá là thích cái quan điểm của em về câu chuyện là yêu công việc của mình tại vì thực ra anh cũng anh cũng là một người như thế anh học cách yêu những công việc mà kiểu nhàm chán hết sức có thể ngày xưa hồi xưa anh nhớ lại lại nhớ đến hồi ở úc anh nói đến câu chuyện làm phục vụ em làm bồi bàn không thì Đúng ngày rồi. xưa anh có cái job gọi là đi dọn cái 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 motel ở nhà nghỉ ấy cái kiểu cứ dọn phòng thì hồi đấy anh anh cái phân của anh cái niềm vui của anh anh tìm được là kiểu làm nào tôi có thể kiểu dọn cái phòng này trong thời gian kiểu ngắn rồi nhất có thể kiểu làm sao để 10 phút, 7 phút hay 5 phút hay ví dụ tôi vào phòng phát tôi sẽ nhìn thấy ngay là ôi phải tối ưu, cái này của nó cái chỗ này đã sạch rồi, có thể lau nhanh được. Cái tức là nhìn, nhìn lướt qua phát để biết mình phải trọng tâm vào đâu, ừ. mình sẽ làm gì nhanh hơn. Và xong rồi mình lại có một thói quen nữa là mình sẽ ngồi tính ra ừ, um, nếu mình làm hiệu quả như vậy thì nghĩa là cái kiểu cái rate per hour tức là cái, cái tiền mà mình thu được trên giờ ấy ừ. nó sẽ cao hơn. Nên mình cảm thấy vui về chuyện đấy. Thì anh nghĩ là cái đó là cách để mình học yêu công việc, anh nghĩ vậy. Vâng. Chứ còn thực ra nếu mà bảo rằng là một công việc mà nó luôn luôn theo ý của mình ấy thì khả năng cao là chắc là chỉ có việc là, ừ, em nghĩ là việc không nghĩ cái công việc mà có, thật sự mình có. yêu từ đầu cuối nó không tồn tại đâu. Ừ, nó không có, không có thật. Maybe là chỉ có một nhóm người rất nhỏ. Maybe là họ sẽ đủ may mắn để họ chẳng may họ được sinh ra và họ được có đúng công việc mà họ gần như được sinh ra để làm ấy. Thì ừ. em nhưng mà anh vẫn nghĩ là những người đấy họ vẫn sẽ không happy được. Tức là sẽ có những cái khía cạnh của công việc đấy mà người ta không thích ví dụ vâng. như sẽ có những người làm ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng hay gì đấy nhưng mình vẫn nhìn thấy là có thực tế là có những người người ta không, vẫn không không happy bởi vì có thể là cái pressure hay là cái cái áp lực của câu chuyện nổi tiếng hay là những thứ bên ngoài bên lề câu chuyện nổi tiếng đấy nó lại không phải là thứ người ta thích có thể người ta thích câu chuyện là tôi đứng trên sân khấu và tôi biểu diễn tôi hòa chung cái cảm xúc với rất nhiều người ừ. cái đó là cái người ta có được nhưng những thứ bên ngoài cái đó ví dụ à. như truyền thông này rồi người này nói ra người kia nói vào các thứ lại là thứ người ta không thích thế nên là anh nghĩ dạ yeah, nếu mà nghĩ nghĩ kỹ lại thì anh anh nghĩ cũng không có một công việc gì đấy để mà gọi là hoàn toàn hoàn hảo về mặt về mặt cảm xúc miễn hoàn hảo nó chỉ là một góc nhìn thôi ừ. và đã là một góc nhìn thì luôn có những góc nhìn khác ừ. Bây giờ mình chọn cái gì thôi